Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta, bệnh suy tủy chiếm mức độ nguy hiểm thứ ba cho các bệnh lý về máu và hệ tạo máu sau ung thư máu cấp và xuất huyết giảm tiểu cầu. Đây là một loại bệnh liên quan tới máu khiến cho bệnh nhân thường cảm thấy là mệt mỏi, thay đổi về da và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người bệnh. Và điều đáng ngại là vẫn còn nhiều bậc cha mẹ hiểu chưa đúng về căn bệnh này. Bệnh nhân này vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương mổ và ghép tủy thành công sau quá trình điều trị dài ngày. Trong gia đình không ai có tiền sử mắc bệnh lạ. Chỉ khi bé có những biểu hiện bất thường như mệt mỏi, xuất huyết dưới da, chảy máu, khó thở, gia đình mới đưa vào nhập viện thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh suy tủy. Những cái lỗ tím tím ở người như kiểu mình ngã bị tím ấy, lồi khắp người, mới lại nó mới đầu nó bị lồi ít thôi, xong rồi về thì tưởng nó bị dị ứng ngứa, thế là bảo là hê ngứa à, hay là dính bọ, thế nó bảo không. Xong hôm sau thì thấy nó nổi nhiều, tất lên người ấy. Hôm ghép đấy thì là cháu bị lôn mới lại đái một lần ra máu thôi. Đấy, bác sĩ bảo là cái đấy là triệu chứng của ghép thì nó bình thường, không bận gì hết. Trong các bệnh về suy tủy thì suy tủy xương có tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất ở tuổi 15 đến 25, kế đến là từ 65 đến 69 tuổi. Tỷ lệ bệnh tương đương giữa nam và nữ. Tuy nhiên hiện nay cũng xuất hiện nhiều bệnh nhân dưới 10 tuổi mắc căn bệnh này. Khi mắc tủy xương, người bệnh sẽ bị suy giảm hồng cầu, bạch cầu hạt, tiểu cầu trong máu. Tủy xương dần bị thay thế bằng mô mỡ, giảm các tế bào đầu dòng tạo máu, dẫn đến tình trạng chức năng tủy xương bị suy giảm. Với những khi suy tủy, người ta gọi là suy tủy toàn bộ, tức là giảm cả ba dòng máu ngoại biên, thì cái suy tủy toàn bộ này người ta có thể gặp ở sau một cái nhiễm trùng, ví dụ như sau một cái nhiễm trùng nặng, sau một cái nhiễm viêm gan B, viêm gan C hay sau nhiễm HIV chẳng hạn, thì đấy là những cái suy tủy ngộ độc thuốc trừ sâu, tôi lấy ví dụ như vậy. Thì có những cái gọi là suy tủy, đấy là suy tủy tìm thấy nguyên nhân sau một cái nhiễm trùng gì đó. Thế còn có đến 60-70% là suy tủy nguyên phát, tức là người ta không tìm thấy nguyên nhân. Hoặc cũng có những nguyên nhân suy tủy mà do nguyên nhân bẩm sinh, người ta phát hiện được những cái đột biến gen mà người bệnh mang. Hoặc là ví dụ có những tính chất gia đình như gọi là suy tủy Fanconi chẳng hạn, là cái tính chất di truyền trong gia đình. Bệnh suy tủy có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện và điều trị sớm. Đặc biệt, nếu tìm được người hiến tủy tương thích thì khả năng điều trị và phục hồi càng tích cực. Với các trường hợp phát hiện muộn sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm và thậm chí đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Vì vậy, người dân cần nâng cao nhận thức trong khám sàng lọc định kỳ, nhất là đối với trẻ nhỏ. Bên cạnh đó là duy trì tập luyện thể thao, bổ sung chất dinh dưỡng. Khi thấy bé có các biểu hiện xuất huyết bất thường dưới da, da xanh xao, cơ thể mệt mỏi, khó thở, cần đưa bé đến các bệnh viện có chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.